Bài thi sát hạch lái xe bắt đầu xuất phát. Bài thi tiếp theo, dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Bài thi tiếp theo, dừng và khởi hành xe ngang dốc. Bài thi tiếp theo, qua vệt bánh xe, đường vòng vuông góc. Bài thi tiếp theo, qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Bài thi tiếp theo, đường vòng quanh co. Bài thi tiếp theo, qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Bài thi tiếp theo, ghép xe dọc vào nơi đỗ. Bài thi tiếp theo, qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Lái chạy có được không? Yếu. Bình thường anh chạy xe vào đường bình thường, chạy vô lên cũng chạy yếu. Trong này nó khác, trong này theo luật khác. Đây, anh mấy tuổi rồi? 30. 30. Mày lớp em. Chạy vào đường nó chỉ có mấy lần trong này.
trong này phải theo luật nó khó. Bình thường học ít quá mà, bình thường có lại học mấy buổi trước rồi, giờ đi thi mới học. Bài thi tiếp theo ghép xe ngang vào nơi đỗ. Bài thi tiếp theo tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua. Bài thi tiếp theo thay đổi số trên đường thẳng. Bài thi tiếp theo qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Bài thi tiếp theo kết thúc. Bạn đã thi đạt phần thi sát hạch kỹ năng lái xe trong hình. Chứ bên trăm điểm. Quá đắt.